Chào mọi người đã đến với kênh Yêu Cây. Thì ở đây mình có một số ớt Peru nha mọi người. Ớt mà trên mạng đồn 500 triệu một ký đó. Thì mình tiến hành lấy hạt và gieo nha mọi người. Thì đầu tiên thì mình sẽ lấy hạt ra và ngâm vào nước ấm 3 sôi 2 lạnh nha mọi người. Thì mình ngâm trong 12 giờ, sau đó thì mới đem đi gieo nha mọi người. Thì mọi người lấy hạt cẩn thận, ớt này nó rất là cay. Sau khi ngâm hạt được 12 giờ đó, thì mình sẽ tiến hành ươm nha mọi người. Mình gieo vào những cái khay như thế này. Thì mình gieo một lỗ một hạt nha mọi người và chờ nó nảy mầm thôi. Sau 7 ngày thì những cây ớt Peru của mình nó đã bắt đầu nảy mầm nha mọi người. Thì nó lên khá là đều. Có những hạt thì nó vẫn đang lên và có những hạt thì nó lên khá là lớn. Thì mình sẽ tiếp tục quan sát. Chào mọi người, đây là những cây ớt siêu cay của mình. Ớt Chile. Ồ, Peru chứ. Đây. Thì tỷ lệ khai nảy mầm cũng khá tốt nha mọi người, trên 50%, khoảng 60-70% cho mấy bữa đầu mình gieo gặp mưa nên nó xối bại hạt của mình cũng không chừng nữa. Thì mình sẽ tiến hành trồng nó ra chậu lớn nha mọi người. Do cái cây ớt này nó cũng nhỏ nên cây con nó nhìn nhỏ hơn những cái cây cùng loài. Mình cứ đẩy nó lên, sau đó là trồng 3 cây như thường lệ. Hy vọng là có duyên lại với số 3, chứ không gài mình làm cây được toàn 3 mà được 2 với 1, buồn quá. Rồi mình đào hố trồng hơn dễ, tương tự mình đào cái hố vừa đủ cái bầu của mình, sau đó mình ém lại là được. Kiếm chỗ để cho nó yên thôi. Dạ. Xong. Thì mình sẽ tiến hành quan sát nó tiếp theo nha mọi người và chăm sóc nó. Thì mình sau khi trồng thì mình tiến hành tưới liền cho đất của nó, rễ của nó được hấp thu nước, như da hễ của mình nó đủ ẩm. Cùng chờ đợi thôi nha mọi người. Những cây ớt Peru của mình nó đã bắt đầu xuất hiện hoa rồi nha mọi người. Thì nó ra hoa cũng rất là nhiều rồi, cây cũng khá tốt. Có một cây thì nó bị bỏ trĩ chích hồi giai đoạn nhỏ nên nó cũng bị còi rồi nha mọi người. Thì ớt này nó bị bỏ trĩ gây hại khá là nhiều. Mình thấy nó chích săn đọt hết rồi, mà hiện tại mình không có thuốc nên không có xịt được. Thì mình sẽ tiếp tục quan sát nha mọi người. Chào mọi người, thì hôm nay những cái ớt Peru của mình nó đã bắt đầu chín rồi nha mọi người. Thì khi chín nó sẽ có màu vàng như thế này. Thì nó có hai trái, những trái gà đầu tiên nó chín và có mấy trái nó rụng rồi. Thì đây là những cây còn lại thì nó ra hoa đều rồi mọi người, ra hoa rất là nhiều. Do bữa giờ mưa gió cũng hơi nhiều nên nó bị ngã nha mọi người. Ở đây thì mình trồng cũng nhiều ớt lắm. Đây là cây ớt tím, đây là cây ớt trái tim. Bên kia thì có ớt mặt quỷ mọi người, mình quên cái tên tiếng Anh rồi, có ớt hiểm nữa. Thì cây ớt, mình thấy cây ớt Peru này thì nó bị bỏ trĩ hại khá là nhiều. Thì mọi người trồng thì có thể xịt thuốc phòng nha mọi người. Mình đây mình đợt dịch nên không có thuốc nên mình không có xịt. Đây là cây mẹ của nó nè. Mình lấy hạt trái từ cây đó mình trồng qua hai cây bên đây.
thì do cây kia mình trồng xuống đất nên nó khá là to và nó nhiều trái, còn cây đây nó cũng mới lớn thôi mọi người, thì mình chăm thêm một thời gian nữa thì nó sẽ lớn bằng cái cây mẹ nó thôi. Ra hoa cũng nhiều quá mọi người, có điều bị bỏ rỉ chích săn đọt hết rồi. Ớt này thật cay dữ lắm mọi người, mình có ăn thử một vài trái nó rất là cay nhưng mà nó cũng thơm, có vị thơm đặc trưng lắm mọi người. Ai ăn cay yếu thì tốt nhất không nên đụng nha mọi người, nó cay nọng mà nó lâu dữ lắm chứ không phải như ớt hiểm bình thường của mình. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Clip này trồng ớt cũng hơi bị fail nha mọi người, thông cảm. Có clip thành công, có clip thất bại. Bye bye.